sáng ngày 26 tháng 1 năm 2019, tại Trung tâm Tổ chức Sự kiện Ủy ban Nhân dân thị xã Đông Triều, Phòng Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức tổng kết hội thi giáo viên mầm non dạy giỏi cấp thị xã năm học 2018-2019. Dự và chỉ đạo buổi tổng kết có đồng chí Hoàng Quang Phong, Phó trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo, đồng chí Vũ Thị Thanh Hường, Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thị xã Đông Triều cùng các đồng chí là cán bộ quản lý của 28 trường mầm non và hơn 400 giáo viên đạt danh hiệu giáo viên mầm non dạy giỏi cấp thị xã. Hội thi giáo viên mầm non dạy giỏi cấp thị xã năm học 2018-2019 được diễn ra từ ngày 1 tháng 12 năm 2018 đến ngày 28 tháng 12 năm 2018 với 450 giáo viên tham gia, đạt tỷ lệ 60% tổng số giáo viên của cấp học mầm non. Hội thi được tổ chức qua 3 vòng, thi hiểu biết kiến thức chung và làm bài thi năng lực chuyên môn, thi viết đề tài sáng kiến kinh nghiệm, thi thực hành hoạt động giáo dục mầm non. Kết thúc 3 vòng thi, có 444 trên 450 giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp mầm non, trong đó có 36 giáo viên được khen thưởng có thành tích xuất sắc trong hội thi. Theo đánh giá của ban tổ chức, hội thi đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền trong các bậc phụ huynh học sinh, tạo nên sức lan tỏa và có hiệu ứng tốt về mục đích, ý nghĩa của hội thi, góp phần tích cực tạo nên thành công của hội thi nói riêng và thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ tại các trường mầm non trên địa bàn thị xã nói chung. Các trường mầm non đã nghiên cứu văn bản chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo và lựa chọn những giáo viên đủ điều kiện tham gia dự thi cấp thị xã. Các đơn vị đã có sự đầu tư, chuẩn bị tốt nhất các điều kiện cho cán bộ giáo viên tham gia hội thi. Hội thi được tổ chức thực hiện nghiêm túc từ các đơn vị trường đến cấp thị xã theo đúng kế hoạch, được sự hưởng ứng tích cực của đội ngũ giáo viên mầm non trong toàn thị xã. Với độ tuổi của giáo viên tham gia trải rộng ở các độ tuổi, giáo viên trẻ nhất sinh năm 1994, nhiều tuổi nhất sinh năm 1966. Điều đó chứng tỏ hội thi giáo viên dạy giỏi đã có sức lan tỏa sâu rộng trong toàn ngành, đồng thời thể hiện sự nhiệt huyết, yêu nghề của giáo viên cấp học mầm non. Phát biểu tại buổi tổng kết, đồng chí Hoàng Quang Phong, Phó trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo đã chúc mừng thành tích đạt được của 444 cô giáo và đồng chí hy vọng các cô giáo sẽ tiếp tục học hỏi, rút kinh nghiệm để trau dồi, tích lũy kinh nghiệm giáo dục trẻ để phát huy tốt nhất kết quả đã đạt được, luôn chủ động sáng tạo trong công tác đổi mới phương pháp giáo dục trẻ, trao đổi kinh nghiệm, nhân rộng các sáng kiến hay trong đơn vị và trong toàn ngành, và đặc biệt với vai trò là hạt nhân chuyên môn, các đồng chí luôn luôn tích cực tham gia các hoạt động, các phong trào của ngành, của đơn vị, cùng với tổ, nhóm chuyên môn, xây dựng kế hoạch hoạt động chuyên môn và làm tốt công tác tham mưu với lãnh đạo, đơn vị tổ chức các hoạt động nâng cao chất lượng giáo dục ở cơ sở.